Tại sao trước khi nấu nước đậu đen cần phải ngâm và rang đậu đen để nấu nhanh hơn hay có công dụng gì khác? Nước đậu đen là đồ uống được nhiều chị em sử dụng để giảm cân, giúp tóc đen, da đẹp. Trước khi nấu nước đậu đen, cần phải ngâm hạt và rang. Tác dụng khi uống nước đậu đen. Đậu đen được mệnh danh là vua của các loại đậu với lượng protein gấp 2 lần thịt lợn, thịt gà, thịt bò và gấp 12 lần với sữa. Điểm nổi bật nhất của loại đậu này là chứa nhiều anthocyanins, khả năng chống oxy hóa và trì hoãn sự lão hóa còn mạnh hơn cả vitamin C và vitamin E. Y học Trung Quốc cũng cho rằng màu đen có tác dụng bổ thận, đẹp da, thanh nhiệt, hạ hỏa, có công dụng lớn hơn so với các loại đậu khác. Chính vì vậy, uống nước đậu đen, ăn đậu đen giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đề kháng ung thư, kéo dài tuổi thọ, chống lão hóa tế bào. Ngoài ra, đậu đen còn có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn tốt hơn so với các loại thực phẩm giàu các bữa khác, do đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tăng cân. Nước đậu đen có tác dụng giúp tóc đen, giảm cân, da đẹp. Tại sao phải ngâm đậu đen? Đậu đen là loại thực phẩm cực kỳ giàu protein và chất chống oxy hóa anthocyanin. Hạt đậu càng đen càng giàu chất này, vì chất này tạo ra màu sắc của hạt. Chính vì thế nên nhiều người sợ ngâm hạt thì sẽ phai dợi ra nước, làm mất công dụng của hạt. Lo lắng đó không sai. Nhưng việc ngâm hạt đậu có lợi ích hơn nhiều, và để bù lại lượng anthocyanin bạn có thể nấu tăng hạt lên. Hạt đậu cũng như các loại hạt có thể nảy mầm khác đều có cơ chế sinh học tự nhiên là có những thành phần ức chế hấp thu dinh dưỡng. Khi hạt chưa ngâm thì chất này có khả năng kiềm chế hấp thu dinh dưỡng trong cơ thể. Còn khi ngâm đủ thời lượng, theo cơ chế tự nhiên hạt giải phóng chất này để nảy mầm. Như vậy vừa nâng cao dinh dưỡng của đậu đen vừa giúp tiêu hủy đi chất độc hại tự nhiên của hạt. Việc ngâm đậu đen giúp loại bỏ các độc tố có hại. Bởi thế các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến cáo bạn nên ngâm hạt đậu trước khi ăn. Để an toàn bạn vẫn cần rửa sạch để tránh hạt bị nhiễm dư lượng bảo vệ thực vật. Sau đó ngâm hạt tầm 6 đến 7 tiếng, cho hạt khô ráo rồi rang lại, sau đó cho vào nấu lấy nước. Việc ngâm hạt xong mới chế biến tạo ra giá trị dinh dưỡng và an toàn hơn cho người dùng, đặc biệt là khi dùng thường xuyên. Tại sao nên rang hạt đậu? Hạt đậu khi được rang lên sẽ có mùi thơm và bùi hơn, nên khi nấu nước sẽ ngon hơn. Hơn nữa, theo kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền, việc rang hạt đậu trên chảo nóng giúp ngăn ngừa tình trạng bị lạnh bụng khi uống. Những người cơ thể hàn, tiêu hóa kém nếu uống loại hạt chưa rang có thể dễ bị đau bụng hơn. Thao tác sao nguyên liệu, hạt, lá cây trên lửa trước khi hâm nấu sắc là một nghệ thuật của y học cổ truyền tránh tình trạng bị lạnh bụng. Hơn nữa nước đậu đen rất tốt, nhưng bạn không nên lạm dụng thay thế hoàn toàn nước lọc và không nên để nước lâu, sẽ bị thiêu biến chất. Bạn cũng nên lưu ý không nên dùng đường khi muốn uống nước đậu đen thanh nhiệt và giảm béo. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã xem video Hiền Diệp chia sẻ. Hãy để lại lời bình luận cũng như là like và share, nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.